Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu 8 tháng 11, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, trong buổi giao thời khi văn hóa Việt Nam đang từ văn hóa Đông Phương chuyển dần sang văn hóa Tây Phương, vai trò của phụ nữ cũng dần dần biến đổi theo. Những tương phản đậm nét về cách định vị vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội đã gây ra rất nhiều khó khăn. Tiêu chuẩn nào là những tiêu chuẩn mới người phụ nữ Việt Nam nên theo? Vẫn nên giữ triệt để tam tòng tứ đức hay nên đấu tranh để được bình đẳng? Nên phát biểu ý kiến khi có sự bất đồng ý kiến cá nhân hay nên đè nén? Nên đặt nặng trách nhiệm gia đình hay tìm cách thăng tiến trong sự nghiệp ngoài đời? Là học sinh ở một trường Pháp, Vũ Thanh Thủy thường xuyên trực diện với vấn đề rất thực tế này. Bà đã xoay sở ra sao với hai cái nhìn khác biệt giữa buổi giao thời đó? Khi nhà trường đang có khuynh hướng mở ra những cái nhìn tự do và mở rộng, thì xã hội lại nặng khuynh hướng truyền thống và bảo thủ. Ngay khi còn là học sinh thì nữ sinh Vũ Thanh Thủy đã nhìn thấy những làn ranh xã hội rất rõ. Phải quyết định thế nào trước những làn ranh đó? Đây là câu hỏi chưa có câu trả lời rõ rệt cho đến khi bà trở thành ký giả. Ký giả Vũ Thanh Thủy khi trở thành ký giả chiến trường đã thấy những hình ảnh tương phản còn rõ ràng hơn khi cùng một lúc tiếp xúc với cuộc sống của người dân Việt Nam, vừa tiếp xúc với ký giả ngoại quốc. Tâm tư của ký giả Vũ Thanh Thủy lúc này ra sao? Những sự việc này sẽ được ký giả Vũ Thanh Thủy cho chúng ta biết qua phần 4, chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Mà cái chuyện đó là hoàn toàn chị học là do kinh nghiệm chứ còn không phải là do hoàn toàn do kinh nghiệm. Tôi không muốn qua trường ốc nào về những cái điều đó. Không nhất thiết là qua trường ốc, nhưng mà qua các bạn bè, qua các đồng nghiệp, qua những câu chuyện mình trao đổi được không? Không là hoàn toàn là dạ, hoàn toàn độc lập kinh nghiệm của chị là qua những cái độc lập. Vâng, có lẽ tại vì tôi là cái người rất là tò mò. Rất là tò mò, thích những cái điều mới mẻ. Cho nên tôi ngay cả trong lúc đi học cũng vậy nữa. Tôi cũng không có nhiều bạn bè, là bởi vì đó con gái thì toàn nói chuyện đàn bán gái, chuyện ăn diện, chuyện trang phục thì tôi không thấy không thích hợp. Còn nói chuyện xã hội, nói chuyện khác thì lại là của đám đàn ông con trai, mà đám con trai thì nhiều khi, nhưng mà ở trong trường Pháp thì được cái, cho nên được cái là họ, đám đàn ông con trai họ cũng rất là tôn trọng. Cho nên thường thường tôi có bạn con trai nhiều hơn con gái. Là bạn chứ không phải là bạn trai. Nhưng mà tôi có bạn. Tôi có một cái đám bạn học bên Jean-Rousseau đó. Thành ra thường xuyên hay nói chuyện triết lý, chuyện này kia ấy. Chứ còn con gái Việt Nam thời đó ít ai quan tâm đến vấn đề triết lý, đến vấn đề xã hội lắm. Nhưng mà cái ảnh hưởng của Pháp, văn hóa Pháp đối với chị đó là nó chỉ ảnh hưởng về lịch sử hay ảnh hưởng về triết lý hoặc không? Nó ảnh hưởng về cái trí não con người, về cái sự mà tìm tòi hiểu biết, mở rộng, không có biên giới. Trong khi Việt Nam mình thì có cái biên giới lắm. Con gái học tới đây là đủ rồi. Ví dụ bà chị lớn của tôi đang đi học đại học thì lấy chồng, thế là lại bỏ học. Chị khác đang học cán sự xã hội rồi cũng bỏ học. Đại khái là như vậy. Anh tôi thì cũng vừa mới vào đại học thì cũng phải đi nhập ngũ. Thành ra không có ai có cái cơ hội học hỏi, học xa, học nhiều để mà thăng tiến cái đầu óc. Cho nên những cái câu chuyện nó cũng quanh quẩn quanh nhau thôi. Trong khi mà tôi giao tiếp ra ngoài đó, đối với các ký giả ngoại quốc đó, tôi thấy là cả một cái biển học mênh mông, những cái kiến thức của họ nó quá chừng, tôi say mê cái điều đó. Rồi đến lúc ra mặt trận tiếp xúc với những người dân thường đó, họ không có học hành gì, nhưng mà họ là có cái cách sống, cái đời sống của họ là cả một cái tấm gương. Thì khi mà chị học ở trong đại học Pháp như vậy, chắc chắn là chị phải hình dung được cái xã hội hoặc là Việt Nam hoặc là Pháp là xã hội như thế nào, gọi là tương đối gọi là xã hội lý tưởng, thì những cái chuyện đó nó có ảnh hưởng gì chị? Ba tôi vẫn nói rằng đó
là xã hội Việt Nam mình cần nâng cao dân trí, và mỗi người dân phải có cái bổn phận nâng cao dân trí của chính mình và qua đó lôi kéo những người khác. Tại vì ba tôi học ở trường Pháp ra thật, nhưng mà ba tôi ở đó từ chối không làm việc với Pháp. Ba tôi mới trở thành dạy học, thì là một cái giáo sư độc lập, rồi đi dạy học cho một trường công giáo. Ba tôi là người công giáo. Ba tôi vẫn sợ hãi cộng sản từ ngày xưa. Tại gia đình cũng có những người thân mà bị cải cách ruộng đất đó. Thành ra từ nhỏ đó, tôi chưa biết gì về cộng sản cả, nhưng mà ở trong gia đình mấy chị em ai cũng biết cái chuyện là không thể nào sống được với cộng sản. Tại họ vô tôn giáo, vô tổ quốc, vô gia đình, mà mình không thể sống được cái đó. Cái tình gia đình của chúng tôi rất là chặt, nghĩa là cha mẹ là trước hết, rồi sau đó là tới Thượng Đế đó, rồi qua cha mẹ thì lúc bây giờ là tổ quốc và xã hội. Cho nên từ nhỏ là tôi đã là ba tôi đã có cái quan niệm như vậy. Chính vì vậy ba tôi luôn luôn nhắc đến cái dân trí Việt Nam. Ba tôi chỉ bảo tiếc cho đất nước Việt Nam mình rất là có cái ao ước học hỏi, và rất là có nhiều khả năng, nhiều can đảm, nhiều cái hùng khí, nhưng mà cái dân trí không có được cơ hội. Cụ bây giờ nói chuyện gì về chuyện cách mạng Pháp không? Tại vì thí dụ như xã hội Pháp nó thay đổi, nó đi từ phong kiến sang dân chủ, thì nó bắt đầu từ cuộc cách mạng Pháp, và nó cũng bắt đầu bằng những thay đổi mà chị muốn nhìn cái xã hội nó như vậy, muốn thay đổi thì xã hội nó ít nhiều khi mà chị học ở trong cái chuyện mà không, lịch sử. Không, khi mà tôi lớn lên thì lúc bây giờ bắt đầu là cuộc chiến ở Việt Nam đã mạnh quá rồi. Không, bây giờ trở lại cái thời gian trung học của chị, có những cái điều đó có ảnh hưởng gì không? Nó có làm cho chị suy nghĩ về những cái chuyện gì? Hồi đó thật sự tôi không quan tâm. Không. Tôi không quan tâm, tại vì hoàn toàn lúc mới lớn lên đó thì cũng có nhiều cái điều khác. Rồi thì mình học văn chương, tức là tôi chú ý đến văn chương nhiều hơn. Thành ra sau này mặc dù là không học chương trình tiếng Việt, nhưng mà tôi lại, lúc mà thi thì tôi lại rất giỏi Việt văn chẳng hạn. Tại vì tôi quan tâm tới cái Việt với cái văn chương. Chị thích văn chương là chị thích văn chương theo cái ý tưởng của mình diễn tả, hay là thích cái lối văn, hay là thích thơ, hay là chị thích văn chương như thế nào? Tôi thích cái văn chương, cái cách viết của văn chương nó đẹp. Có lẽ là ảnh hưởng văn chương Pháp nhiều, cái những cái nhà văn Pháp rất là đẹp. Rồi thì nhưng mà sau này tôi mới hiểu ra là tất cả những cái đó nó giống như nó làm như là cái động lực, nó làm cho tôi gần gũi với cái nghề báo chí. Thật ra là cái nghề báo nhiều hơn. Tôi nhớ có một lần hồi tôi bắt đầu 15, 16 tuổi thì ba tôi có hỏi mai mốt con muốn làm cái gì. Đó là cái thời gian mà ông Nguyễn Cầu Kỳ vừa mới lấy bà Đặng Thiết Mai. Thành ra tôi mới bảo con muốn làm chứ để viên hàng không. Tại hồi đó cô gái nào thì cũng ao ước được đi đây đi đó để làm chứ để viên hàng không. Cái ba tôi hỏi tại sao con muốn làm cái đó. Tôi nói tại vì để được đi đây đi đó, gặp gỡ người này người kia, không phải để gặp một ông chồng giàu có địa vị như ông Nguyễn Cầu Kỳ đâu, nhưng mà là nó tự nhiên nó mở rộng ra một cái chân trời mới đổi đời, giống như chuyện cô bé Lọ Lem vậy đó. Cái cơ hội đổi đời duy nhất là khi mà chúng ta đi đây đi đó, gặp gỡ người này người kia. Cái ba tôi mới bảo và không nghĩ rằng con sẽ muốn làm chiêu đãi viên ở trên máy bay. Nó chỉ khác biệt ở thay vì dưới đất thì trên máy bay thôi. Thì tôi mới bảo nếu mà chỉ là chiêu đãi viên thì chắc là không. Cái ba tôi mới hỏi tiếp, vậy thì nếu mà không làm chiêu đãi viên không, con làm gì? Thì tôi chỉ thích đi đây đi đó. Thì tôi bảo thì chắc con làm ngoại giao. Tại tôi thích chuyện hồi nhỏ đọc chuyện Lê Phong phóng viên. Vâng. Rồi thích những cái chuyện rồi Z28 về chuyện Văn Bình, rồi đại khái những cái chuyện như vậy, toàn là với ngành liên hệ với ngành ngoại giao rất là nhiều. Cái ba tôi bảo con nghĩ là con có thích được chính trị không? Tại trong ngành ngoại giao có chính trị rất là nhiều. Thế tôi bảo không, chắc là con không có thích cái đó. Thành ra cái cuối cùng cái ba tôi hỏi cái gì lúc giờ thì tôi tụi này có một ông bác là bác Phạm Việt Tuyền đó. Hồi đó bác làm cái tờ Cứ Tiến. Thì tôi mới bảo vậy thì hay là con làm báo để con được đi đây đi đó. Ba tôi bảo làm cái nghề đó thì sẽ nghèo lắm á, nhưng mà sẽ giàu kiến thức. Thành ra ba tôi phần nào đó đã khuyến khích tôi từ hồi còn trẻ đó vào trong cái lĩnh vực đó. Ba tôi là một cái người cha không có giống, tôi thấy không có giống những người cha khác, nhiều, không có gò nhiều. Ép con cái. Vâng. Để cho con cái rất là tự do phát triển. Chắc là phần nào là vì ông cụ là người học Pháp thì có kiến thức Pháp, cái nhìn nó tương đối nó khác với lại cái nhìn cổ truyền của Việt Nam mình. Dạ mình nhìn trong cái xã hội của Việt Nam mình nó như vậy. Nhưng mà nó làm tôi không phải dễ sống trong cái xã hội Việt Nam với những cái loại tư tưởng như thế. Trong thời gian mà chị làm báo đó thì chị nhìn cái làm báo Việt Nam như hồi nãy chị nói sơ sơ, tức là do là thời cuộc xoay chuyển cho nên mà
người ta mới làm báo. Nhưng mà có một số chẳng hạn như ông Đặng Văn Sung hay ông Nguyễn Tú hoặc vâng, là ông Việt, dạ, vâng. Rõ ràng là họ bước vào đó họ muốn theo vâng. cái ý kiến là họ muốn chắc mở. Chắn là những người mà đứng ra đặt tờ báo, những tờ báo như tờ báo Tranh Luận chẳng hạn, thì chắc chắn rồi phải có một cái lý tưởng rất là đặc biệt, mà cũng nhận ra, họ cũng nhận thức ra chính báo chí là cái cơ quan mà có ảnh hưởng lớn nhất đối với xã hội, đối với tất cả. Chị có dịp nào tiếp xúc với ông chẳng hạn như ông Thái Lân hay là ông... Dạ vâng, cũng có dịp được gặp anh Thái Lân một vài lần. Khi mà thời gian mà tôi làm báo Việt Nam á, sau này thì tôi vào trong Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tự Do. Thì hồi làm báo Việt Nam á, thì tiếp xúc đối với các đồng nghiệp báo chí Việt Nam là tôi đã sợ rồi. Những người như ông Thái Lân lại càng là giống như mình phải ngẩng mặt nhìn lên rồi tiếp xúc. Nhưng mà hồi mà tôi tới trại tị nạn á, thì cái quà tặng đầu tiên, cái ngân phiếu đầu tiên tôi nhận được là từ anh Thái Lân. Từ anh Thái Lân gửi cho $100, hồi đó vừa bước chân tới, cha mẹ còn chưa kịp gửi nữa. Chị đi năm nào? Dạ đi năm 1979, cuối năm 79. 79. Mời quý vị đón xem phần 5 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ký giả Vũ Thanh Thủy, sẽ được phát hình vào tối thứ Sáu 15 tháng 11, 2024.